Mến chào các bạn, hôm nay mình xin chia sẻ cách làm chả bắp. Món này thì chay mặn đều dùng được, có rất nhiều anh chị đã hướng dẫn rồi và mình làm mới đi một chút để cả nhà cảm thấy không nhàm chán. Chả khi ăn vào nó có độ dai bên trong, giòn bên ngoài, đặc biệt là mình có hai cách ăn. Cách thứ nhất là ăn kèm với rau sống, chấm nước mắm chua ngọt. Cách thứ hai là ăn với tương xí muội hay tương ớt đều ngon tuyệt. Phù hợp khẩu vị mọi nhà, món này dễ ăn cũng rất dễ làm. Mời các bạn cùng theo dõi video để thực hiện cho gia đình thưởng thức thôi nào. Đầu tiên cà rốt cắt lát mỏng. Cắt thành sợi nhỏ. Ở đây mình có một trái bắp Mỹ, bắp sau khi mua về mình nên sử dụng liền, để lâu bắp hết ngọt, hạt bắp khô cứng. Bắp mình rửa sạch, nhặt bỏ hết dầu bắp. Dùng dao bào mỏng, nếu không có bắp Mỹ, bạn thay thế bắp nếp cũng được. Cho bắp vào cái cối, dã nhuyễn. Bạn biết tại sao mình phải dã bắp không? Rất đơn giản, vì làm như thế chả mới dai được mà không cần bỏ thêm bột. Sau khi dã xong, cho vào cái bát. Để chả ngon hơn, mình thêm xúc xích chay nữa nhé. Xúc xích mình cũng cắt ra từng miếng vừa ăn. Xúc xích cắt sợi. Rồi mình cắt hạt lựu. Rau mùi thái nhỏ. Cho rau mùi, cà rốt vào chung với bắp. Nêm gia vị vừa ăn, để tạo màu mình sử dụng nửa muỗng bột nghệ. Trộn đều nguyên liệu.
Bây giờ mình cho vào khoảng 50g bột chiên giòn. Tiếp tục trộn bột, thông thường thì sẽ cho thêm ít nước để bột nó sền sệt, nhưng với chả bắp này thì mình không có thêm nước nhé, vì bắp đã có sự kết dính tự nhiên. Hãy tiếp thêm động lực cho mình bằng cách hãy đăng ký kênh, nếu hay thì like, share giúp mình nhé. Chân thành cảm ơn các bạn rất nhiều ạ. Cho dầu vào chảo nóng, lượng dầu vừa phải, không ít cũng không nhiều. Múc từng miếng chả vừa ăn, để nhiệt độ trung bình. Mình cho xúc xích che lên trên mặt chả, bạn trộn chung với bắp cũng được, chẳng qua mình chỉ trang trí cho nó đẹp. Chả bắt đầu vàng, trên mặt còn lại. Thấy chả vừa vàng mình gắp ra. Chả bắp vàng ươm, dùng nóng rất ngon. Trên đây mình đã hướng dẫn cách làm chả bắp. Mọi ý kiến đóng góp cho kênh vui lòng comment dưới video. Hẹn gặp các bạn ở video tiếp theo.